vị khán giả, chiều ngày 11 tháng 1 vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức hội nghị thông tin các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sắp tới, các cấp công đoàn thành phố ban hành 6 kế hoạch chuyên đề và dự kiến dành 135 tỷ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố chăm lo khoảng 34 tỷ đồng, các công đoàn cấp trên cơ sở chăm lo khoảng 101 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động thành phố cũng tiếp tục duy trì cái chương trình tấm vé nghĩa tình mà Liên đoàn Lao động thành phố đã thực hiện từ năm 2009 cho đến nay. Thì năm nay dự kiến cũng sẽ vận động khoảng từ 35.000 cho đến 40.000 cái vé xe, vé tàu và vé máy bay để cho đoàn viên và người lao động có điều kiện để về quê đón Tết. Bên cạnh đó thì một cái chương trình đã thực hiện nay 10 năm đó là cái chương trình Tết Sum Vầy. Thì năm nay Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Tết Sum Vầy cho 13.000 hộ gia đình không có điều kiện về quê đón Tết, ở lại thành phố đón Tết, tổ chức cái chương trình gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố lần thứ 3. Đến giờ này thì đã có hơn 21.000 hộ gia đình đăng ký tham gia cái chương trình này. Thì mỗi một gia đình như thế thì sẽ được Liên đoàn Lao động thành phố tặng một cái voucher vào vui chơi tất cả các cái trò chơi ở khu du lịch Đầm Sen, một số các cái hoạt động khác để chăm lo cho đoàn viên và người lao động, như là ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình. Thì trong đó có hai hình thức, đó là phiên chợ online và phiên chợ truyền thống trước đây, dành cho khoảng 10.000 đoàn viên và người lao động trên địa bàn thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố cũng tổ chức họp mặt và tặng quà cho các đoàn viên, nghiệp đoàn trên địa bàn thành phố có cái hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, với phương châm Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực hiệu quả như chương trình chuyến tàu mùa xuân, Tết cho em, thăm và chúc Tết gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.